khi tôi mượn xe của vợ. Đề máy thì 8 lần, nổ được có 5 lần. Mà 3 lần là phải đạp rồi. Mỗi khi mà lên ga thì cái đầu nó rung, muốn tiền đình luôn vậy. This is the phonics song. Còn cái thắng á, thì thắng đi đường thắng, xe thì đi đường xe luôn. Con chạy á trời ơi, nổ máy thì phía sau khói bốc lên cao luôn. Đẻ cho đứa con mà 20 tháng 10 không có quà gì cho tao thì đừng có mà vợ chồng gì với tao nữa. Thấy chưa, à, hay là mình sửa xe cho vợ coi như món quà 20 tháng 10 luôn ta. Cũng vừa thiết thực mà vừa an toàn cho vợ mình nữa chứ. Thở coi. Trời, hút. Thở nè. Bay lên. Bốc liền đúng không? Vậy mới được chứ. Ha. Ngon quá các bạn. Xe giờ đã im mượt mà thắng cái nào là ăn cái đó liền luôn. Vậy thì an tâm rồi đi giao lại cho bà xã chứ để bả con xe đi kỳ quá. Vậy cũng như là món quà 20 tháng 10 rồi. Khỏi iPhone em thiết gì nữa ha. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Thôi, các bạn anh em mình về đây.